đây là buổi phát thanh sợ hãi bà con và các bạn thân mến. Đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy nhập tại các bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu đô la trong thời gian 5 năm từ năm 2001 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 trên TTG QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam do dự án Mỹ Bill Gates tài trợ và được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị